2 3 4 5 6 Ủa 7 8 9 10 11 Trời ơi, hai Thảo Nguyễn mới đếm đếm tới 11 giây luôn để chờ thử cái người nào là cái người đầu tiên xuất hiện để mà mình cười, mình tặng một nụ hôn. Tặng này tặng cho Thảo Nguyễn nghe. Chứ không không biết Thảo Nguyễn này có phải là nhiều lúc hay là không chừng Thảo Nguyễn là con trai thế mùa tổ luôn đó. Cái đó. Tôi cười thì cười đi. Hả? Đồ này tại vì đang làm bên page. Đang livestream bên page. Trời ơi, chờ mình một xíu nha cả nhà. Ồ, xin khoe cả nhà. Người quen và người cũng hơi thân thân không ta? Cũng hơi thân. Cũng hơi thân thôi hả? Thái Huy, hình như chưa có vợ. Cái này mà chưa có. Cái này tôi không phải là tôi bán đâu nghe, nhưng mà tại tôi chỉ khoe thôi. Mà tự nhiên vô tình hôm nay hai người đội hai cái nón mặc cái áo đen thấy nó cũng giống anh em đúng không cả nhà? Giống anh em chút xíu. Còn cái này là không biết là người nào mà ở Chicago thì chắc là biết rành Thái Huy lắm. Còn người nào mà ở xa xa thì chưa biết Thái Huy thì để tôi sell, tôi khoe Thái Huy là chưa có vợ. Mà tôi nói là thôi bây giờ mình làm ra một cái chương trình gọi là đi tìm vợ đi. À, đi tìm vợ giống như chương trình mà của Mỹ đó cả nhà. Mà tôi sợ Việt Nam không có chịu tham gia. Bây giờ mình làm một cái chương trình đi tuyển vợ mà cái kiểu như là tuyển vợ mà trong tiệm nail đó. Những người tham gia là phải biết làm nail. Phải biết làm nail. Tôi nghĩ là có lý đó đúng không cả nhà? Trời ơi, mình chơi kiểu đó nếu mà bà con nào mà trúng thưởng á thì vừa trúng tiền mà còn vừa trúng được chú rể luôn. Đúng không cả nhà? Còn nếu mà chú rể mà với lại cô dâu chưa có ngọt ngào thì mình trúng tiền, mình đổi chú rể ra mình lấy tiền cũng mình được. Đi tới từng tiệm mình tiễn ha không? Thì đúng á. Cái này là mình đang livestream bên cái fanpage. Bây giờ thì cho mình một xíu để mình thử đá cái share livestream này qua bên cái trang nhà của mình để cho cả nhà bên bên nhà của mình được coi nhá. Đây, share. Ryan post. Ở đâu ta? Cái này thì mình share ở đâu cả? Share về ở đâu? Sao mình share chưa được vậy? Cái này là bên... Fanpage. Bên fanpage Hùng, gọi là Hùng Lê Hùng page. Hôm nay cả nhà sao rồi cả nhà? Tôi kể đây cái chương trình của tôi giờ tôi chưa biết share. Tôi để chút nữa tính sao đi. Để chờ livestream xong thì share cũng được. Bây giờ xin nhờ cả nhà yêu mến tôi thì share giùm tôi đi. nếu mà yêu mến thì share đi. Phải follow trước đúng không? Rồi vô. Rồi bây giờ cái volume nằm đâu? Rồi bấm share. Rồi ok, rồi share. Post. Cái volume bỏ xuống. Trời, tôi nói hả? Khởi mà thứ hai, thứ ba làm những người mà nó rộn ràng, mình lúc nào mình cũng muốn được lên để mà livestream gặp gỡ mọi người các kiểu á cả nhà. Làm như mình nói chuyện riết rồi giờ mình quen rồi. Tôi lạ. Tôi nói thật cái câu chuyện. Tôi mới khai thì cho cả nhà nghe. Hai bữa trước là ngày thứ hai và ngày thứ ba đó thì tôi vô tình có host một cái lớp mà để mà học nail trên vấn đề tay nghề nâng cao đó. Thì gồm có là ba người dạy tới, có Holly. Holly chắc là cả nhà đã biết rồi, rất là quen thuộc. Holly là bây giờ đang nằm trong một người ban giám khảo của nước Canada và để đang kiểm tra là cuộc thi nail và số giải thưởng lên tới 250.000 đô la Mỹ. Thì bản thân tôi cũng rất là thích Holly bởi vì cái cách làm nail của Holly rất là sắc sảo và cái tánh người cũng rất là cởi mở và rất là vui. Rồi người thứ hai đó là Tony Nguyễn. Tony Nguyễn là người làm nail và đi đại diện cho công ty Waygel. Tony đang ở Atlanta thì bay qua. Rồi một người nữa là Tim. Tim by nail, nail by Tim đó. Có nghĩa là Tim là người chàng rất là trẻ, cũng rất là năng động. Thì ba người ghé về Chicago để mà có lớp. Thì tôi tình cờ tôi hỗ trợ bánh mì và đi mua cà phê, cà pháo làm con sen cho ba người lăn xăng cho nó vui. Nó cũng rất là vui. Thì cái lớp học nail đó nó rất là mắc cười. Tình cờ là cái lớp học nail này đó là 2 ngày dạy ở trong một cái tiệm nail. Thì ở
bữa mà lúc học đó thì gồm có là chúng tôi khoảng chừng 30-40 người trong một cái tiệm nail để mà học nail. Thì khi mà mình học là chủ yếu là mình học bột, các kiểu mình cắt bột màu, rồi mình làm đá 3D, rồi mình vẽ, rồi mình làm những cái tay nghề mà nó nâng cao tay nghề thôi. Thì bây giờ là 30-40 con người cho một tiệm nail đắp bột cùng một lần. Thì khi mà mình làm nail, mà nếu mà mình làm bột nhúng, bột màu, các hoa văn đó, thì mình dùng cái nước liquid, nó là EMA. Thì cái liquid đó thì chắc cả nhà cũng biết là nó hơi nồng tí. Mà tứ 30-40 hũ liquid mở ra sử dụng một lúc trong một ngày luôn. Thì thật sự là cái tiệm nó cũng hơi bị ngợp. Nhưng mà mình làm nail thì mình ngồi trong tiệm riết mình quen, đâu có để ý đâu. Không có để ý. Tự nhiên đang làm, trời nó nắng chi gôn. Bây giờ là chuẩn bị vô xuân cho nên nó cũng rất là mát. Thì chúng tôi tình cờ là mở cái cửa ra để cho cái không khí nó vào trong tiệm cho nó vui. Mới vừa mở cái cửa ra, mình mở cửa ra cho mở lớn ra thì cho gió nó ra vào cho nó khỏe. Trời xui đất khiến, cái khu đó thì nó gồm có là mấy người mà trẻ tuổi đó, mấy người Mỹ trắng trẻ tuổi đó ở trên lầu đó. Mà những người mà Mỹ trắng mà trẻ hay nuôi chó. Tôi không hiểu lý do tại sao mà tự nhiên cái duyên ghê luôn vậy, mà hay nuôi chó lắm nha. Mà tụi nó làm như là nhà nào cũng có chó hay sao đó. Mà nó không có nuôi chó kiểu Việt Nam mà là canh cửa hay là chó bạc rơi bạc đồ đâu, không. Nuôi mấy con chó mà lùng lùng cái chân nó ngắn nhỏ giống như là chó giả vậy đó cả nhà. Mà con người ta đã nhỏ, cái chân nó ngắn nó đi không có được nhiều rồi, mà còn đi cột cái dây xích vô trong cái cổ rồi nó kéo đi. Thì bây giờ mình là con người cái chân dài thì mình đi sải, còn con chó nó chân nó ngắn thì nó phải từ từ nó mới đi chứ đó. Mà trời mùa hè, bà chó cũng ngựa nữa. Từ đây trở bà ra, bà thấy trời nắng ấm rồi bà khoái. Cái bà lạng lạng lũi lũi hửi hửi hết hết làm sao đó. Cái đi tới ngay chỗ cái cửa tiệm nail, điều người ta đang dạy nail, hửi hửi hết làm sao tự nhiên bà lăn đùng ra bà xỉu hà. Cái mẹ chó mới vô duyên không? Tới đó trời ơi, cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy một cái chuyện gì mà nó vô duyên kinh khủng luôn. Tự nhiên đi ngang qua tiệm ta, người ta đi luôn đấy. Ha, đè đầu vô hửi. Mà tôi nói con chó này nó cũng ngựa sao nó hay hửi. Hửi rồi cái lăn đùng ra xỉu. Đó nhiều chuyện. Đó nhiều chuyện, tại thấy quyền đám ở trong tiệm nail nó xôn xao xúng xáo đó. Cái bà lăn đùng ra ba xỉu à. Thì bây giờ cái bà chủ con chó vô bắn vốn, chứ con chó đâu biết bắn vốn đâu. Cái bà con chủ con nhỏ nó dắt vô nói chứ tụi bay làm gì mà trong tiệm nail này mà tụm ba tụm bảy, mày biết là corona là không có cho tụm mà tụ họp không, sao nhiều người dữ vậy. Rồi cái mùi gì mà nó xông ra ngoài trời đi thúi để mày biết, con chó tao đi ngang qua nó xỉu luôn mày biết chưa. Cái thằng ấy mày nói chứ, mà mày có biết chắc là con chó mày nó xỉu gì cái mùi ly quạch không? Con chó mày á thì ai biết nó bị gì, có phải nó bị corona không mày? Con chó bị corona rồi mày đối thừa nó có mùi ly quạch. Cái nó nói không, nó biết chắc là con chó nó không có bị corona, tại vì cái con đó và cái con chó ở trên lầu á, nó biết chắc 100% là nó không có bị corona, mà nó cãi tôi. Xong cái nó kêu tôi á là bây giờ mày phải mở cái hút đồ lên, mày phải làm sao mà đừng có cho cái nồng quá, cái mùi ly quạch của mày nó nồng quá, con chó của tao nó bị cái kiểu như vậy đó. Xong cái tôi mới nói nó, tôi nói chứ thầy, tại vì tao trong tiệm nail tao đeo mặt nạ, mà bây giờ mọi người nghĩ cái hồi xưa á, mặt nạ phải không? Tôi diễn giải cho nghe, tại tôi sợ cả nhà không có hiểu thôi. Mà để tôi diễn giải con chó ra sao. Thì cái mỏ con chó nó dài hơn cái mỏ tôi. Cái mỏ tôi là tôi biết là mỏ tôi là cũng dài đó, nhưng mà con chó, mỏ con chó nó dài lắm. Tùy con hả, mà con làm nó cũng dài. Như chó nó không có mớm, chó nó hô không à, phải không? Okay. Có chó mớm không? Có chó loại mỏ mớm không? Súng thì có. Mà mấy con chó mà bị rụng răng thì mình đâu có nói. Mà hình như là mấy con chó mà loại mà con chó chó bu lì rồi đó, thì chó gì bu đót phải không? Dạ. Thì mấy con đó hình như là bị mớm, còn ngồi ra là chó là mỏ hô không hà đó. Rồi cái mình đeo mặt nạ kiểu gì nè, tôi đeo mặt nạ kiểu gì, mà nhiều lúc corona thì mình đeo luôn tư, mình làm sang đó, mình chơi luôn hai cái. Tôi là tôi sợ corona kỹ đó, cái tôi đeo một cái vô giày, rồi cái nhiều lúc tôi rảnh tôi đeo ngược lên giày đó. Mà nếu mặt nạ tôi còn dư tôi đeo lên kiểu gì, có nghĩa là mình đeo làm sao cho nó chừa con mắt ra để mình làm nail thôi đó. Cái mình đeo riết mình đâu có hiểu, mình đâu có biết được cái mặt nạ cái liquid nó hôi đến cỡ nào. Còn bà chó bà không có mặt nạ, bà lăn đùng ra giơ hai bốn chân lên rồi cái sủ wow wow wow, mà bà không sủ luôn. Cái con chó nó xỉu, nó không có sủ, giống như nó rên hay cái gì á. Mấy con chó nó còn cái thao tác chó nó chỉ có hai loại làm ra tiếng thôi cả nhà. Một là nó sủ wow wow, hai là nó xìu xuống nó kêu nó khóc hay gì cả nhà. Cái nó giơ bốn chân rồi nó kêu nó khóc rồi cái tôi nói cho vậy thôi, bây giờ mày lấy cái mặt nạ mày đeo cho con chó mày đi. Chứ bây giờ con chó mày á là nó ra đường nó hít thở rồi mặt rồi corona ai biết. Mà đã vậy cả nhà, không biết là có ai ở sinh sống ở Chicago á, thì cả nhà rất là quen thuộc với cái khí hậu Chicago.
là mùa đông thì nó rất là lạnh, nhưng mà bây giờ nè, trời bây giờ là khoảng chừng 60 mấy độ đó, thì cái hơi đất nó bắt đầu nó bốc mùi lên, nó rất là nồng đó. Mà hơi đất cả một mùa đông, mà mùa đông vừa rồi tuyết cả thước thước luôn, ai biết ở dưới đất nó có cái gì dưới đó, đúng không cả nhà? Nhiều lúc mình nè, mình ra đường mà mình nghe cái hơi đất đi, mình còn ắc xì nữa, hoặc là mình mặc đồ không kỹ lưỡng đó cũng ắc xì, rồi cộng vô còn còn corona. Thì cái con corona là cái con mà vi khuẩn mà cả cái địa cầu này ai cũng sợ, đâu phải là con corona nó cắn con người không đâu. Tôi coi tin tức là corona nó cắn con chó luôn, có thời gian là bác sĩ chứng thực là con chó nó bị corona. Mà không biết là con chó nó corona, nó bị corona rồi, giờ nó mang vô bệnh viện, nó mở nó hô vậy làm sao, ụp cái đồ hít thở vô. Tình mỏ nó mỏ nó chỉ ra gì mà đúng không? Đó rồi làm sao mà nó hít cái đó. Tôi bữa nào tôi tò mò tôi vô bác sĩ tôi hỏi đâu đó đàng hoàng, tôi mang về đây cái câu chuyện tôi kể cho cả nhà nghe, cái con chó cái mỏ nó làm sao mà đây nó xỉu rồi, cái con chó nó bắn vô, con chó chủ con chó nó bắn vô. Để tôi nhiệt tình nè, tôi nói gì thôi mày lấy cái bao mặt nạ đi, mặt nạ này nó mới nè, mày đeo vô cho con chó mày đi. Rồi cái nó chỉ ra gì nè, nó đeo bằng cái lỗ tai của con chó, nó đeo đâu có được như là mình đâu. Rồi cái nó tôi lấy dập ba cái mấy cái, tại vì cái mặt nạ thì nó cũng chắc, mặt nạ bây giờ nó cũng chắc, cái tôi lấy mấy cái mặt nạ tôi cột lại thành một cái hàng dài nè. Rồi tôi trồng hai cái chân của con chó vô, tôi trồng vô hai cái chân trước của nó chứ không có cần kéo ra ba hai cái chân sau mà đó. Rồi kéo ra giống như là mình cột hai cái chân với nó, rồi xong cái phía nào cho cái mặt á cái mình chia cái này lại, rồi mình kéo lên cho con chó nó bớt thở cái ly quịch. Trời ơi, mới vô duyên dễ sợ. Bởi vì bây giờ nha cả nhà, nhiều lúc làm nail phải để ý đó, nhiều lúc tiệm nào mình làm bột nhiều quá đó, cái mùi mình đâu có biết đâu. Mà thấy Huy hồi xưa cũng học nail đúng không? Có anh. Làm nail bao lâu? Em học được 6 tháng. Ủa, học hay là có ra nghề không? Không, đi học. Em đi học đi coi tiệm cho người ta mà coi làm sao học chưa ra nghề. Ủa sao chủ vô lũ đạn vậy? Trời, chưa ra nghề mà rủ đi coi tiệm hả? Hồi cái số đi coi tiệm không à? Nhưng mà coi là coi làm sao? Coi kiểu như là coi thợ nó có quýnh lộn quýnh lạo, khách nó giật tiền hay không, hay là quản lý? Cứ làm quản lý vậy đó, không biết hồi giờ đi đâu cũng vậy. Quen luôn rồi. Rồi lúc này cái nó bắn vốn rồi sao làm? Nó thì đó, bởi vì học đâu có ra nghề đâu, cứ làm quản lý hoài vậy thôi à. Rồi cũng chưa làm nail luôn? Chưa. Ủa gì kỳ vậy? Có học thử rồi. Thì chắc làm xấu quá, anh chủ nó không cho chứ thì gì. Không tới đi sao làm. Rồi rốt cuộc bị đuổi hay là mình tự nghỉ? Tự nghỉ. Tại sao? Ủa, có một lần em nói chủ bây giờ bao cho em một tuần cứ 300 đồng thôi. Để bằng tuần mấy ngày? 7 ngày. Ủa sao? Vậy mà không bao luôn. Cho sao rẻ bèo vậy cả nhà? Ê, chết đó, trời ơi, làm nail 7 ngày mà có 300 thôi kìa. Rẻ chưa? Là chuyện thiệt đó. Em chỉ đòi là chỉ muốn chủ là bao cho em 300 một tuần nữa thôi. Ông chủ cũng nói không khó tính quá thôi. Thôi vậy thôi em nghĩ. Ủa cái gì kỳ vậy trời? Yeah. Rồi 300 mà cũng không thèm nhận gì, chắc là có vấn đề rồi, học không ra trò trống cái gì. Sơn phớt đồ này nọ chắc không đâu vào đâu chứ gì. Học không ra nổi. Mà lúc đó học bột hay là học gì? Học bột. Làm bột mà làm không ra. Ừ. Mà 6 tháng mà cũng chưa ra. Thường là người ta học là học manicure trước đúng không? À. Còn này em học bột. Về sau. Vậy đâu có sao, vậy chắc là do cái người chỉ rồi. Có nhiều thợ nó ác lắm, nó chỉ mình trọc đường rầy hết trơn à. Trời ơi, cái này tôi không thấy nó xấu đâu cả nhà nghe, mà nhiều người thợ người ta lạ lắm. Cứ phiên mà mình tới mình học nghề đó, cái nó chỉ chặt đường rầy hết trơn, cái mình vừa lấy đít đi chỗ khác thì nó làm đẹp bà cố luôn. Có gọi đó là những người mà chỉ nghề không có tâm đó, bởi cho nên bây giờ mới có nhiều cái lớp học nail là cái chỗ đó đó. Tại chỉ ngược chiều, nghĩ sao mà ở trong tiệm mà rồi xin đi học nghề, trời ơi, mình chỉ với nó hết trơn rồi lớp mày nó la làm đẹp rồi giật khách mình sao? Đúng không? Nhiều lúc mình suy nghĩ cho cùng gì nó cũng có lý chứ bộ, bởi ai đâu mà dám làm cái đường đó mọi người. Bởi người ta chỉ người ta giấu nghề dữ lắm. Nên bây giờ mình muốn học nghề, học á là phải tìm người có lương tâm. Ví dụ như coi mặt để ý mặt mà coi mặt đặt hàng, ví dụ cỡ tôi cho lên. Tại cái mặt tôi có lương tâm, đúng không? Cả nhà nghĩ đi, cái mặt tôi nó có giật là nhìn cái mặt ác quá đúng không? À, nhìn cái mặt tôi á là biết là có giật quá rồi, là có lương tâm, bởi cho nên là tôi chỉ đeo thì tôi nó ok. Chứ còn nếu mà vô trong tiệm là kêu thợ chỉ nail nó không chỉ đâu. Trời ơi, đúng rồi đó. Phải không? Chợ Hello Tiffany ngồi hơi xa, nhiều mắt để coi để đọc comment, nhưng mà nhiều có sợ nó xấu không dám nheo. Để bên ở đây là có cái điện thoại đi sao mình coi trời. Thì đúng hơi vô duyên nữa thiệt luôn á. Rồi rốt cuộc làm 6 tháng rồi không có ra trò trống gì hết trơn luôn. Dạ, nghỉ luôn. Rồi rốt cuộc là quyết định là không làm nail luôn hay là vài bữa làm lại? Quyết định luôn á. Vậy hả? Dạ, bao 300 một tuần không chịu bao thôi, nghỉ luôn cho rồi làm gì. Rồi sao không chịu tụt xuống 200? Ôi. 300 là giá chót rồi.
Nhưng mà 300 rồi lắm em, người ta không có tiền, người ta nói ờ 300 mà mướn cái thằng này thấy nó cũng không có lợi hại gì hết trơn, thôi giờ thụt xuống trả giá thứ 200 coi làm sao, đúng không cả nhà? Ừ. Thì điều quan trọng là mỗi người phải có một cái giá nha, giá của em là 300. Ờ không được thì thôi tôi nghĩ. Mà 400 cũng không chịu luôn, chỉ muốn 300 mà thôi. 300 mà thôi, tại là mình, muốn... tại mình biết mình làm được cái gì mà, đúng không? Không đủ để mình lấy 400, lấy 300 thôi. Nhưng mà lý do tại sao mà cần phải đúng chỉ có 300 một tuần? Tại mình biết cái bản năng của mình lúc đó mà. Không phải, ví dụ thì bản năng mình phải cần ăn còn uống chứ. Không để ví dụ như bây giờ mình đổ xăng là một tháng, một tuần là 50 mình trừ ra còn 250. Mình chỉ muốn lấy 300 đó để mình có cái lý do mình đi học. Nó là như vậy. Ừ. Cái đó là sai. Ở Việt Nam học người là phải trả ngược lại tiền cho ông chủ đó. Ủa em đi coi tiệm mà. Em đang tiếng coi, chắc là thằng chủ nó cho cái danh hiệu cho nó sang sang chứ coi gì. Không biết làm mà coi. Là, đúng không cả nhà? Trong một điều thiệt là phi lý đúng không? Đã không biết làm nail 14, 15 năm trước rồi đó. 14, 15 năm trước thì lúc đó làm nail cũng cả ngàn rồi. Nhưng mà mình đã hạ giá xuống 300 mà cũng không thể mướn cho người ta. Vậy thôi bây giờ cả nhà mình trong tiệm nail nào mà đang cần thợ đó cả nhà, mướn đi. Tôi nghĩ 300 cũng được, kệ nó. Thường thường á, mấy cái đứa mà nó không biết làm nail, nó thích có danh hiệu cái lắm, cái cho nó là tướng manager đi, cho nó có danh hiệu manager, là cho nó có danh hiệu là quản lý gì đi, nhưng mà thật ra vô đó là mình chỉ có cho nó đứng canh cửa canh giật tiền rồi thôi cũng được. Thế cho bây giờ thứ nghĩ bây giờ thí dụ như bây giờ mình làm nail đây, mình đang vũ mà khách nó vô nó giật tiền rồi, giờ sao chạy sao được, bây giờ cũng có người đứng cho rớ nó rượt giùm thì nó cũng đỡ. Bây giờ cả nhà nghĩ mình mở cửa 7 ngày mà chỉ cần một ngày nó giật con thôi, một con khách mà nó rượt thôi, một con khách rượt là 100 đồng, 7 ngày là mất 700 rồi. Bây giờ mướn ông rượt giùm, mướn ông giật tiết kiệm được 400, trả 300 lấy về mà lại lấy về 400 thì nó cũng có lý. Vậy là thằng chủ đó nó muốn tới Huy cố ý là để rượt giùm rồi đó, nhưng mà nó cho cái danh hiệu là coi quản lý tiệm giùm mà trả giá 300 mà nó cũng không chịu được. Mệt quá không nghĩ luôn. Cái đó là công nhận bèo vậy, sợ là bèo luôn. Rồi bây giờ là chuyển qua cái công ty này rồi. Giờ công ty này bây giờ làm gì ở đây? Ồ, Bé Lan hả? Công ty Bé Lan thì chuyển qua công ty Bé Lan rồi cả nhà. Bây giờ đang làm bên Bé Lan. Rồi làm gì bên đó? Thì Bé Lan thì mình import đồ từ Việt Nam rồi qua là mình bán thôi. Giống như mua đi bán lại vậy thôi. Được rồi, Thế Hy là người đi phụ trách bán. Phụ trách bán. Nó phụ trách quản lý. Lại quản lý nữa, nó coi như là coi đó, coi cửa tiệm đó. Cửa tiệm mà Bé Lan hay trả 300 là hơn chứ bao. Hơn 300 rồi. Tại vì 300 là mấy mười mấy năm về trước, bây giờ chắc đôn lên hiện giờ được 10 năm thì lý xung quanh nhân 10 chứ đúng không? Vậy là 3.000 hả? Ồ thì đâu đó chứ. Ủa 3.000 tuần thiệt hả? 3.000 tuần thì chưa có, nhưng mà muốn vậy. 3.000 tuần là tôi đổi việc liền á. Lý xung gấp 10 gấp gì chứ. Trời 3.000 trả tiền công 3.000 tuần đi bán mặt nạ, cho tôi bán cho. Trời ơi, tôi bán cho cả nhà, nếu mà giờ Hùng Lê Hùng mà đi bán mặt nạ cả nhà ủng hộ không cả nhà? Nếu mà ủng hộ thì giờ cho tôi cái số 1 hay là cho tôi trái tim không đi? Trời đất ơi, 3.000 thì á, tôi ai mà trả tôi 3.000 mà kêu tôi đi bán hàng á, nghe là tôi cào cấu tôi làm sao cũng phải bán cho bằng được. Tối tôi về tôi bán không được, sáng sớm tôi ngủ dậy tôi bán. Tôi mà mở cửa tôi bán là từ 4 giờ sáng là tôi mở cửa tôi bán rồi. Tôi bán xuyên suốt tới 2-3 giờ chiều luôn á cả nhà. Chớ bây giờ trừ 3.000 nhiều lắm chứ bộ. Tôi lấy 3.000 một tuần. Mà một tháng vậy là 12.000. Trời ơi, vậy là năm gần 150.000 bả rồi. Trời ơi, 150.000 là nhiều lắm đó cả nhà. 150.000 mình ăn cũng chừng 10.000. Rồi sau đó mình trả tiền nhà cửa 10.000, vậy mình dư 100.000 á cả nhà. Trời ơi, đi bán mặt nạ mà dư cái 100.000 tôi chịu liền á. Sướng muốn chết. Thật ra là Thái Huy đang phụ trách là bán mặt nạ cho công ty Bé Lan. Cái này tiếng Pháp nó tên là Bé Lunch. Cái gì? Belange. Bel. Mà chủ này chủ Việt Nam hay là chủ gì? Mà sao ra cái tên như mình lẻo lửa dữ lọ? Chủ Việt Nam. Ông chủ Việt Nam. Yeah. Mà sao không lấy tên là Việt Nam mà thường dường như bây giờ đọc cái này là tôi đọc ra là Bé Lan, chứ tôi đã đọc gì mà Belange. Belange. Ai mà Việt Nam mình làm nên mà kêu Belange trời. Trời ơi, kêu là Bé Lan. Đây nè, rõ ràng cái tên là Bé Lan. Bơ, e, bê, bở, bê, bê, có L đó là bé rồi còn gì nữa. Ở sắc luôn ý. Chị Bé Lan chứ ai mà kêu bà Lunch. Nhưng mà cái bà Lunch này là ý nghĩa gì mà sao lấy tên gì mà khó kêu dữ vậy? Bữa vô tình. Vô tình em nhìn mấy cái số phone. Thì mấy số phone mình cầm 4 số 8 đúng không? Nó nói 4 số 8 là cái số may mắn của Angel. Thì cái chữ Angel đó là Angel. Nghĩa là Angel của Pháp. Còn chữ Bell kia là của Ý. Không thấy vô tình thấy nhưng mà Bell ý là nghĩ gì? Là beautiful. Rồi còn Angel này là tiếng Pháp. Đó là Pháp, này ý.
Còn cái có Việt Nam trong đó nữa không? Đó, tiếng chữ đầu Bell là Pháp, Đức, quên Ý là Ý, Orange là Pháp, mà hai tiếng gộp lại thì đọc ra là Bé Lan. Ủa cái gì kỳ vậy trời? Một cái chữ đầu là ta lần ý nghe sang chảnh dễ sợ, rồi cùng quẹo qua Pháp trộn lãng bạn dễ sợ, mà lọt vô trong cái giọng của Việt Nam, đặc biệt là giọng của tôi là tôi có đọc được là Ars, anh đọc gì mà khó nghe muốn chết luôn. Gọi là Bé Lan là đúng rồi. Trời, cái công ty Bé Lan cái công ty Bé Lan này nè cả nhà, là chuyên cung cấp và đang sản xuất là mặt nạ 4 lớp rồi còn cộng với thun rất là chắc, mà đang đại hạ giá. Hàng này là hàng tồn kho. Ủa tại sao bán hàng tồn kho vậy? Cũng phải là tồn kho vậy, mà tại em qua đây mất cái hợp đồng với lại một cái công ty healthcare kia. Tại vì là công ty là công ty Bé Lan đó, là ông chủ Bé Lan. Thái Huyền phụ trách là bán cho công ty Bé Lan. No, bán cho một cái healthcare của công ty của Mỹ. Nhưng mà tại vì hàng mình qua trễ hơn cả tháng liền. Tại vì lúc đó là tàu bè rồi qua đây đều bị trễ hết. Rồi cái người ta không mua. Không mua. Chứ không thường đâu có giờ đó mà nhập nguyên một cái container mass qua là biết là thấy thua rồi đó. Rồi giờ bây giờ clip này là bán vô trong công ty Mỹ, là công ty bệnh viện á hả? Dạ, ở bên Tennessee á. Ồ vậy hả? Rồi cái này là của mặt nạ là của Medical luôn. Dạ. Rồi giờ người ta không mua, giờ bị tồn kho, giờ bán qua neo. Thì em bán cũng hơn một nửa rồi. Giờ bây giờ còn bao nhiêu thì muốn trời ơi, tôi cắn thử coi nó cái đó chắc cỡ nào. Trời ơi, răng tôi đang răng thiệt á nhà, cả nhà nghe, răng tôi răng thiệt đó. Mà ta cắn nó coi thử ra nó chắc không, nó chắc thiệt á chứ. Thử ta cắn thử đây nè. Đó, đếm coi bốn đúng mấy lớp trong này. Một lớp, hai lớp, rồi mấy lớp nữa? Ba lớp. Bốn lớp gì đâu. Nhưng mà nhiều cái mặt nạ mà nó dày quá mình thở đâu có nổi. Còn cái mặt nạ này thì nó mặt nạ làm cho bác sĩ hả, của Medical hả? Bây giờ hiện tại bây giờ đó cả nhà, tôi định bán Thái Huy làm tầng 300, nhưng mà giờ đòi lên tầng 3000 tiền đầu bán, ai mua? Chịu mắc quá. Mà giờ Thái Huy là đang phụ trách bán mặt nạ tồn kho của công ty Bé Lan. Một thùng là bán nhiêu? 190 đồng, đó là tính luôn shipping á. Chứ giá thường là bán nhiêu? Thường bữa giờ là bán 220. Rồi bây giờ tồn kho là bán còn 190 cả nhà. 190 đồng có luôn tiền shipping. Mà shipping là shipping ở Mỹ hả? Hay là shipping là sao? Ở nước ở tính là chỗ nào? 48 tiêu bang trong nước Mỹ thôi anh. Tôi nghĩ là free shipping luôn. Dạ. Là không cần tính cước phí, có thuế không? Dạ không. Vì nghe rẻ không cả nhà? Bây giờ là 190 đồng một thùng lớn. Một thùng gồm có là 50 hộp. Hay là bao nhiêu hộp? Và một hộp này có bao nhiêu? Có 50 cái mask. Một hộp là có 50 cái mask. Và một thùng thì có 50 hộp như thế này, mà chỉ có 190 đồng free shipping luôn. Hàng này là hàng còn kho giá bèo. Bây giờ nếu mà tính ra mà 190, tiền cước phí thường thường là cũng 20-30 rồi. Mới sản xuất ngay tháng 11 đó anh. Cái bây giờ không phải là tồn nữa, cái này là đúng ra là hàng mới. Là hàng sản xuất là từ tháng 11 năm rồi thôi. Dạ. Vậy là hàng này hàng mới nghe cũng đã cả nhà hả? Nếu mà cả nhà nào có ngày mà expire là năm 2023 mới hết hàng lận, nó có ngày expire hết đó. Ủa mặt nạ mà cũng hết hàng đó hả? Đây là của y tế cho nên bắt buộc phải có hết mấy cái này anh. Yeah. Nhưng mà đâu phải đồ ăn đâu hết hàng. Bắt buộc. Rồi nếu mà hết hàng thì sao? Thì là không bán nữa. Là dục luôn. Là mấy tụi bác sĩ để không có tiền. Để xài. Ồ cái chiều này lạ nghe cả nhà nghe. Thì đúng là thật sự là lần đây là lần đầu tiên tôi đi làm. Rồi tôi đi ngồi nói chuyện với lại một người làm đúng trong nghề mặt nạ để nói cho mình hiểu á cả nhà. Mặt nạ mà nó cũng có hết ngày hết hàng nữa hả? Ủa cái gì kỳ lý? Anh thấy ở dưới cái hộp này để ngày hết hạn nè. Ủa cái gì kỳ mà đâu phải đồ ăn đâu mà sao hết hạn ta? Ủa những cái hàng mà anh vô trong thì mình chỉ có đeo mặt nạ thôi mà. Vô bệnh viện là bắt buộc là phải có mấy cái ngày đó. Nha. Yeah. Rồi nếu mà cho mình viện mà ngày hết hạn là người ta phải dục thôi, không được xài. Thì theo em biết là không có được bán nữa đó, còn xài hay không là quyền của nó. Ủa cái gì kỳ vậy ta? Thường thì lẽ bệnh viện là cũng đâu có được xài. Ủa nếu mà vậy giờ nếu quá wow, lạ quá ho. Ngay dưới cái hộp này nó có ngày expire đàng hoàng. Tại vì cái này là nó vô bệnh viện chứ không phải là mặt nạ này là mặt nạ của bác sĩ xài, là mấy người mà đi mổ hay là đỡ đẻ rồi đúng không? Đỡ đẻ. Đó, mấy người đỡ đẻ. Bây giờ mấy người đỡ đẻ mà là mặt nạ kiểu gì, bây giờ mình lấy mặt nạ này mình đi ra mình làm neo vậy là ngon rồi cả nhà.
Trời, cái này ngon đó. Nếu mà như vậy thì xin cả nhà có người nào mà ủng hộ chúng tôi và ủng hộ công ty Bé Lan và ủng hộ cho Thái Huy là ủng hộ cho Hùng Lưu Hùng đó, xin cả nhà mua giúp đỡ dùm cho một cái lô hàng này thôi và bán hết rồi thì không còn bán giá rẻ này nữa. Dạ, không còn bán giá rẻ này nữa. Lần sau nó có một cái pandemic khác thì còn là gì là xong này đó. Ủa, không làm mặt nạ nữa hả? Sợ luôn hả? Em sợ rồi. Bây giờ chuyển qua làm cái gì? Làm nail 300 tuần tiếp. Đi quản lý tiệm nail tiếp. Thì không chừng bây giờ công ty mặt nạ không chừng trả 3.000 nữa. Bây giờ đi xuống công ty nail quản lý 300. Bây giờ cả nhà xin mà cả quý vị nào mà muốn mua đó thì xin quý vị hãy gọi số điện thoại ở phía trên của Thái Huy là 773. Điện gọi hay là nhắn tin cũng được. 773. Nhắn tin đi, tôi nhắn tin cho nó gọn. 657-8888. Cứ gọi, cứ nhắn tin vào là giờ cần những cái thông tin gì là Huy có hết. Rồi thì cái nhắn tin vào số đó và nếu cả nhà đấy đã... Trời, gọi liền rồi kìa. Rồi nếu gọi liền rồi kìa. Gọi liền rồi kìa. Trời ơi, xin cảm ơn cả nhà ai gì gọi liền kìa thôi. Mà chút nữa đi nhắn tin đi. Nhắn tin đi. Này số từ 210 San Antonio, Texas. Thì gọi thử coi. Bắt thử ha. À, không chừng là chủ làm nail trả 300 tuần ra. Đó coi. Hello coi. Hello, em Huy đây. Dạ, chào chị. Chị nhờ chị nhắn cái tên chị vào cái phone của Huy thì xong. Ủa, là chị tên gì vậy? Chị tên gì vậy? Chị nhắn vào giùm em luôn nha. Ở cho nó nhiều chuyện chút xíu coi. Cho thằng này vô nhiên. Chuyện đi chứ. Ai vậy? Chị tên gì? Anh nhiều chuyện đi. Chị ơi chị, em Hùng Lý Hùng này chị. Trời, em Hùng Lý Hùng là cái đâu ai biết, cái điện thoại bấm sao? Chị, em là Hùng Lý Hùng là cái thằng đẹp trai nhất cái Chicago này chị. Trời ơi, thiệt luôn. Ê chết đó, trời, chị gọi vô là chị mua mặt nạ phải không chị? Hay là chị muốn mướn Thái Huy làm 300 quản lý tiệm nail? Mua mặt nạ hả chị hả? Dạ, đúng. Trời ơi, sáng vui dễ sợ luôn, cái người mới hàng đầu tiên luôn á. Chị muốn, chị nói chị mua mấy thùng, chị nói cho em mừng với. Bây giờ trong kho còn bao nhiêu thùng? Trên 200 thùng. Còn 200 thùng mà. Dạ. 200 có, tụi em chỉ có 200 thùng mà chị. Dạ. Còn một thùng thôi à, rồi một thùng ok cũng được. Còn 199. Giờ chị giới thiệu thêm 199 người khác mua giùm em được không? Dạ, được. Dạ, cho thiệt luôn hả? Trời ơi, tiếng kêu rất là nhiều đó đi. Vì cái đầu tiên em đang khoe trên cái livestream, tiếng kêu chị rất là nhiều. Bây giờ tôi nhờ chị nhắn tin cái địa chỉ qua cái số điện thoại này nhá. Và tụi em sẽ liên lạc lại và gửi hàng cho chị ngay. Và tiền shipping thì free luôn. Dạ, tiếng kêu rất là nhiều. Ôi trời ơi, may mắn quá cả nhà. Ôi trời ơi, tiếng kêu rất là nhiều. Bây giờ nếu mà cả nhà nào mà xin thương tình anh em chúng tôi đó thì hãy nhắn tin vào cái số điện thoại ở phía trên đó cả nhà. Đó, chúng tôi chỉ cần tên và cái địa chỉ để gửi đi thôi. Nhưng mà xin nhớ là tiền free shipping đó thì shipping độ khoảng chừng từ 20 đến 30 rồi. Cho nên tính ra một thùng mặt nạ này đó nó chỉ còn có 160 đô thôi. Đúng không? Mà 160 đô nó có 50 hộp. Bây giờ chia ra chắc khoảng chừng 2-3 đồng tiền hộp à cả nhà. 2-3 đồng một hộp mà nó có tới 50 hộp trong đây. Mà cái mặt nạ này là mặt nạ của y tế và nó có ngày hết hạn như là Thái Huy mới vừa nói. Và hiện tại bây giờ là trong kho của công ty Bé Lan. 3 đồng 20 cent. Bây giờ còn chỉ có 3 đồng 20 cent mỗi gói thôi. Cả nhà một hộp như là 3 đồng 20 cent. Rồi nếu... Đó, có người gọi vô nó rồi kìa. Thôi chết, thôi giờ sao bắt được. Đang live stream. Yeah. Bây giờ xin cả nhà hãy nhắn tin dùm cho Thái Huy nha cả nhà. Trời, bây giờ nếu mà gọi vô điện thoại tôi ham tiền, tôi bán rồi sao nói trời ơi. Trời ơi, tự nhiên tiền vô cũng ngon dữ sợ. Hiện tại bây giờ là trong kho của Thái Huy đó là có độ khoảng chừng là hơn 200 thùng mà thôi. Mà nãy giờ tôi đặt được một đơn hàng là gửi 1 thùng rồi đó. Giờ còn lại chỉ có 199 thùng thôi. Thì thôi bắt đi không chừng cái anh nào mà mua 200 thùng thì khỏi cần bán cho nhiều. Phải không cả nhà? Rồi bây giờ cả nhà cho anh em chúng tôi mở cái speakerphone live nha. Nếu mà có quý vị nào mà muốn mua mặt nạ thì xin quý vị hãy gọi thẳng vào số phone luôn để cho chúng tôi có thể nói chuyện với quý vị luôn cho bằng được. Anh nó gọi vô chưa? Chưa. 190 đồng mà 50 gói như thế này và free shipping. Và công ty của Bé Lan đó có người đặt rồi kìa. Đó là Bảo Yến cho một thùng trọ tiếng kêu rất là nhiều. Okay. Trời ơi. Tới vì anh Hùng nói chuyện à. À đúng rồi đó. À thôi tôi gọi luôn đi. Hello. Dạ Hùng Lý Hùng đẹp trai nhất cái địa cầu nè. Đúng rồi, ngơ miếng cho mình thùng ngay số 508 thì số điện thoại. Trọn tiền luôn hả? Trọn. Mua một thùng hay là mua vài chục thùng đi. Hai thùng chó thiệt luôn hả? Hai thùng là nhiều tiền lắm á nghe. Hai thùng là nhân đôi lên là tới 380 đồng đó. Chịu luôn hả? Rồi
Trời ơi, đây là cũng có Thảo Nguyễn mới vừa nhắn tin Golden Air. Xin cảm ơn Golden Air rất là nhiều. Và bây giờ thôi xin cái địa chỉ cho mình, ngày mai mình gửi liền luôn nghe. Số điện thoại hả Jeremy, số điện thoại đây là 773-657-8888. Cứ nhắn tin vô cho Huy đi, rồi mai sáng Huy sẽ làm việc hết. Rồi, dạ, dạ Tiến Kiều rất là nhiều, rồi xin nhờ nhắn tin nha. Trời ơi, sao hay gì còn có số điện thoại khác nữa kìa. Thủy Nguyễn có số điện thoại khác kìa, đó đây gọi nữa rồi kìa. À, anh ơi cho em mua một thùng mặt nạ nha. À, mua thùng chịu luôn, mạng thùng là 190, 2 thùng là 380. Gọi đây nè. Alo, Hùng Lưu Hùng đẹp nha, nhất đẹp trai nhất cái địa cầu nè. Hello. Hello. Ồ dạ, ủa sao nghe giọng nhỏ nhẹ quá, thôi chứ cho giọng dạ nhỏ nhẹ. Dạ em nè Hùng nè chị. Nghe mà, tôi chớ ra chợ nghe, đẹp trai nhất cái địa cầu này, cái cúp điện thoại ha. Ủa cái gì kỳ vậy, đó gọi lại đây nè, gọi nữa đây, và bấm vô nha. Phone. Hello. Ủa đây mình gọi người ta thì chết rồi Duyên. Trời ơi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Trời ơi, cảm ơn Phương Huỳnh. Cho thêm một cái, một thùng nữa rồi chịu luôn. Chết Wisconsin nè. Tới tắt rồi nè. Hello, Hùng Lê Hùng đẹp trai nhất cái Chicago nè. Hello. Ủa Hùng nè, tìm đúng người rồi đó. Đang kiếm thợ nail hay là mua mặt nạ vậy? Kiếm quản lý anh. Ủa mặt nạ thôi hả? Cho muốn kiếm quản lý, muốn thấy Huy 300 tuần kìa. 300. Muốn luôn hả? Muốn 300. Bữa nào mà rồi, nếu mà ba muốn Thái Huy mà chạy lên Wisconsin á để mà làm quản lý 300 tuần, xin làm ơn ủng hộ thêm vé xe bus. Rồi Thái Huy đi xe bus lên trên đó cũng được ha. 300 là cũng có được lắm chứ bộ. Nhớ bao vé xe bus cho mẹ em luôn nha. Bao vé xe bus là cũng được. Trời, cảm ơn Huyền Lê cho số điện thoại và mua luôn kìa. À, bây giờ xin nhờ là Wisconsin mua bao nhiêu thùng vậy? Dạ. Hello. Dạ nghe nè. Ồ, dạ em mua một thùng. Rồi chịu luôn, thùng. Vậy thôi nếu mà một thùng thì mình gửi một thùng ngang, chứ tự nhiên ta mua một thùng mình gửi hai thùng nó vô duyên. Dạ, một thùng em sẽ gửi một thùng, ngày mai gửi liền tại chỗ. Ủa, người ta trả tiền chứ. Cứ nhắn cái thông tin vô trong phone giùm em đi, rồi ngày mai em sẽ liên lạc. Rồi giờ em sẽ có đầy đủ thông tin cho chị. Dạ, nếu không thì cái số điện thoại này cho một thùng nữa kìa. Cảm ơn Joanna rất là nhiều. Đây là có số điện thoại gọi vô nữa nè. Dạ, xin cảm ơn Wisconsin rất là nhiều. Ngày mai em sẽ liên lạc và gửi liền tại chỗ nghe. 190 đồng. Dạ. Cảm ơn anh Hùng nha. Dạ, dạ cảm ơn rất là nhiều. Ủa thiệt hả? Quỷ, trời ơi, biết người ta thích nhất là khen cái câu đó mà khen cái đó sung sướng dễ sợ luôn á. Dạ, dạ. Ủa vậy hả? Bữa nào cũng coi vậy thôi, ngày nào tôi bữa nào tôi cũng livestream ghê. Trời ơi, hổm rầy neo nó ế nằm ở nhà đâu có gì đâu làm, tao livestream nó cũng vô. Vậy em cũng mới như thường anh ơi, em cũng chịu người ta. Dạ, rồi trời ơi, tiếng kêu rất là nhiều. Có điện thoại gọi vậy cho em bắt cái điện thoại tắt sạch nha anh. Có người gọi mua mặt nạ ai nè. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ, dạ, bye ạ. Rồi, bye anh. Kéo anh. Hello, Hùng Lê Hùng đẹp trai nhất cái Chicago nè. Hello, dạ Hùng nè. Hello, ủa nó. Em đẹp nói anh. Dạ, em nè, Hùng đẹp trai mà vừa làm đẹp trai mà cũng biết làm full set nè. Ồ ký à, tôi chết. Ồ ký không? Ồ đúng rồi, không bao nhiêu ký ta. Thì cái thùng đó là 30 pound. 30 pound là tính ra nghĩa là cho 15 ký đi. 15 ký, 15 ký bán 190 mà cộng luôn shipping. Vậy là shipping, tiền shipping mà cân ra là 15 ký là tốn hết 30 rồi còn có 160 thôi. 160 là 1 ký, 1 ký 160. Ủa, đâu 160 là bao nhiêu ký ta? Là nhiều ký lắm đó chứ bộ, một cái thùng đó là mười mấy ký mà. 15 ký. Ồ wow, một cho mình một thùng, cảm ơn Dung Ngọc rất là nhiều. Dạ, nghe. Anh, dạ. Anh dạ. Em mua một ký nha. Rồi, mua có 1 ký, ủa 1 ký là bao nhiêu cái trời? 1 ký là bao nhiêu cái vậy? Bây giờ lột ra từng cái là cần bao nhiêu em, ký ta? Em không biết 1 ký nhiêu cái mà 190 đồng á.
Trời ơi, 1 ký, trời 190 đồng lần ký, thùng đó nó có 15 ký, dần lên nó mấy ngàn luôn á. Cái này là giá điên khiên đồn Mỹ nè. Dạ, rồi xin cảm ơn rất là nhiều, ngày mai em sẽ gửi liền về Texas nha. Còn lại chim anh giết em giống anh luôn á. Ủa thiệt hả, đẹp trai như nhau luôn hả? Ôi trời ơi, nếu mà bán hàng mà vui kiểu gì chắc là ngày nào tôi cũng bán quá. Trời ơi, nó bán hàng. Ờ sao bán hàng gì mà vui dữ trợ. Ờ đúng không? Thôi đến ngày mai. Trời ơi, hứa rồi nha, hứa thương tôi rồi nha. Vài bữa đừng có nói là không thương á, tôi cười lắm á. Trời ơi, dạ xin tiếng kiều rất là nhiều. Tôi cho mình bắt cái điện thoại này nghe, ngày mai mình sẽ gửi một thùng qua Texas liền. Dạ, dạ, dạ tiếng kiều. Gọi tới tấp luôn rồi. Hello. Đây nè, giờ sao bắt? Bây giờ mình chuẩn bị bắt số điện thoại của North Carolina. Dạ xin chào North Carolina, đây là Hùng Lưu Hùng đẹp trai nhất cái Chicago nè. Đang rảnh nên ngồi bán mặt nạ on sale 190 đồng thùng nè. Hello anh đẹp trai. Ủa sao nói nhỏ vậy trời? Trời ơi. Bé. Trời nửa đêm mà sao bé nói nhỏ không nhụng nhỏ vậy? Bé nói nhỏ cho anh nói nhỏ nghe, nãy ào ào thấy ghê quá. Nãy tưởng như là chị nào, nó nói ào ào thôi, giờ bé nói nhỏ nhẹ, mình nói nhỏ nhẹ nghe. Bé mua mấy thùng vậy bé? Mua một thùng gì là anh gửi một thùng ngang, chứ không lẽ mua một thùng anh gửi hai thùng nó vô duyên ngang. Vậy anh mua một thùng anh gửi một thùng ngang. Trời ơi thiệt luôn. Trời ơi kia gì mà sung sướng. Trời ơi tiếng kiều rất là nhiều. North Carolina bây giờ là đã, trời ơi 10 giờ mấy rồi, 10 giờ rưỡi rồi mà bây giờ vẫn ủng hộ bậc đạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Trời cảm động quá, sung sướng quá, giờ mới biết làm sao. Giống ai? Anh giống ai? Giống ai? Không, giống thằng Dương quá chứ sao giống Lý Hùng? Dương quá cái thằng mà nó ngồi trên con chim mà nó có bồ tiểu long nữ đó, nó bay nó quýnh quá trời đó. Thằng Dương quá thì nó đúng không? Mình giống Bao Công á. Thôi cảm ơn North Carolina nhà rất là nhiều nghe. Ngày mai mình sẽ gửi cái mặt nạ ra liền cho North Carolina. Mặt nạ giống mặt của anh không? Chịu luôn. Chịu. Ờ vậy thôi kêu chủ Bèo Le, bé gì bé Lan á, gửi cái hình mình vô trong đây đi. Đây có California nè. Thôi xin chào North Carolina nhé. Bây giờ mình bắt cái điện thoại bên Cali được không? Ngày mai mình sẽ gửi liền nhé. Rồi tiếng kiều rất là nhiều. Kéo qua. Rồi sao nữa? Em cứ câu đi. Ờ. Hello, Hùng Lưu Hùng đẹp trai nhất cái địa cầu nè. Đang ngồi rảnh bán mặt nạ tồn kho 190 đồng thùng nè. Dạ em chào California. Không, đang ở Ohio. Ủa vậy kỳ vậy? Trời gì sao mà ngược ngạo vậy? Số điện thoại nổi lên là cô lại đi là. Ồ tôi biết rồi, làm neo dạo đúng không? Neo dạo đúng không? Chứ tự nhiên ai đâu mà từ ở bên Cali, số điện thoại Cali mà về Ohio làm neo trời. Y chết rồi trời. Dạ, ủa mà bây giờ thôi cho nhiều chuyện hỏi luôn, bộ Cali nó ế lắm mà sao giờ qua Ohio vậy? Đâu có. Ủa sao ở tùm lum vậy? Chắc tại theo người yêu hay làm sao? Hay là tại yêu nghề? Yêu nghề. Đúng rồi đó. Trời ơi, làm neo là mình phải yêu người. Chứ nếu mà trời mình làm neo nó vui, không có một nghề nào mà nó vui bằng cái nghề làm neo hết trơn á. Đúng rồi. Thiệt đúng luôn á. Dạ. Dạ bây giờ xin hỏi Ohio là mua bao nhiêu thùng gì để em biết em gửi luôn. Em còn chỉ có hồi nãy giờ bán ra cũng được bao nhiêu thùng, người ta đặt quá trời trên kia rồi. Bây giờ chắc còn 170. Dạ bây giờ mua có dạ đặt một thùng phải không Ohio? Đặt một thùng. Rồi, dạ một thùng, ngày mai em sẽ gửi một thùng liền tại chỗ. Nhờ chị nhắn tin vô cái dạ, thùng nha chị. Dạ, nhờ chị nhắn tin vào số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Em cần địa chỉ. Dạ dạ cảm ơn rất là nhiều. Dạ cho em bắt cái điện thoại này nghe. Cái này là có South Carolina. Ủa hồi nãy là mới North mà. Hồi nãy là mới North Carolina, bây giờ là có đi South. Đi từ Bắc xuống Nam luôn rồi đấy. À xin chào South Carolina, Hùng Lý Hùng của Chicago nè. Hello. Ồ một thùng mặt nạ hả? Trời có liền. Không. Chắc tại em lịch sự em nói em cho, chắc ra là em biết anh bán đúng không? Chứ tự nhiên ai cho đúng không? Tại em lịch sự em nói cho thôi, chứ thật ra là anh bán phải không? Dạ bây giờ xin nhờ em nhắn vào cái số điện thoại này, cái địa chỉ nhà và tên nhé, để tụi anh ngày mai sẽ gửi hàng ra liền cho em. Ngày mai sẽ liên lạc lại. Dạ.
Rồi, dạ, rồi thank you rất là nhiều South Carolina. Bây giờ có California gọi nữa nè. Ủa trời, không lẽ bây giờ cái livestream này mình chỉ ngồi bắt phone đâu cả nhà. Còn cái livestream lần đầu tiên trong đời. Dạ xin chào California, em là Hùng Lý Hùng ở Chicago nè. Hello. Dạ, Hùng nè. Hùng đẹp trai nè. Dạ, gửi luôn chứ. Tụi em là chỉ gửi là gửi hết tất cả những tiểu bang của Hoa Kỳ mà không có gửi ra đảo nha cả nhà. Ví dụ như là Hawaii, Puerto Rico với là Alaska nó xa quá. Trời ơi, mấy em meo meo nó khiêng không có tới. Trường Sa cũng gửi luôn. Đúng rồi, Hoàng Sa, Trường Sa tụi em gửi không có tới nha. Tụi em chỉ tụi gửi lẫn quẩn những chỗ nào làm đeo thôi. Chứ gửi xa xa không được. Dạ. Rồi, chịu liền. Mai gửi liền một thùng. Rồi, xin tiếng kiều, tiếng kiều rất là nhiều. Dạ chị nhờ nhờ California nhắn tin vào số điện thoại này, tên và địa chỉ nhá. Để ngày mai sẽ liên lạc lại. Rồi sau đó khi mà tụi này đi lấy địa chỉ ra chuẩn bị gửi á, thì sẽ liên lạc lại để cho mình biết được ngày nào sẽ có hàng. Như vậy thì rất là đơn giản. Dạ. Rồi, dạ dạ xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh nhiều, em đang coi live của anh. Trời, thiệt trung tướng dễ sợ luôn. Xin cả nhà cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ bye ạ. Dạ. Dạ. Ôi trời, làm cái này cũng vui quá cả nhà, thôi thấy vui không? Thấy cũng vui quá ha. Trả lời phong sóng luôn hả? Không, bây giờ tự nhiên bây giờ ngày nào mình cũng bán mà như vậy nó cũng vui lắm nè. Hello Tú Quỳnh, nếu ai có biết cha Trương từ thiện, ủa chết cha không biết. Cha Trương không biết, mình đâu có biết cha nào cha Trương, ở đây có ai cha Trương không ta? Không biết không? Nhưng mà hả, không biết tại vì Tú mới nhắn tin vô nè. Nhưng mà Tú ơi, Tú mình đang bán mặt nạ tồn kho. Mặt nạ này có công ty Bé Lan, Bell Lange, chuyên làm công ty làm mặt nạ cho bệnh viện. Và cái mặt nạ này không phải là cho làm nail, là bởi vì mới vừa nghe Thái Huy kể là Thái Huy là người đi bán cái mặt nạ này tồn kho ở chuyến này đó. Thì ở dưới đít của cái hộp mặt nạ nó có ngày hết hạn. Là bởi vì khi mà những cái mặt nạ mà gọi là mặt nạ y tế thật đó, và sử dụng ở trong bệnh viện cho bác sĩ người ta đi mổ hay là đỡ đẻ gì đó, thì người ta phải cần đúng cái mặt nạ mà nó phải có ngày hết hạn. Nếu mà nó không có, nó hết ngày hết hạn rồi thì không có được xài. Mà bây giờ đó là hàng tồn kho ở bên đây chúng tôi còn có khoảng chừng 200 thùng. Cho nên bây giờ muốn bán lọt hàng tồn kho này rồi không có làm mặt nạ nữa thì đang bán với giá rất là bèo là 190 đồng một thùng. Và một thùng có 50 hộp mặt nạ, và mỗi hộp mặt nạ có 50 miếng mặt nạ, tính luôn free tiền shipping là 190. Và nếu mà trừ tiền mà shipping ra là cũng 20-30 rồi, tính ra là một thùng mặt nạ khoảng 160-170 thôi. Bây giờ em ship đi thí dụ như những cái tiểu bang về bên Cali á là vòng vòng 35 đồng. À. Còn những cái tiểu bang thí dụ bên East Coast là cỡ chừng 25-30. Tại sao nó gần hay nó xa chứ gì? Dạ, gần xa với lại cái chuyến đường nó đi như thế nào á. Rồi nếu mà ra cũng là ba mấy đồng. Nếu mà tính ra như vậy đó thì nãy giờ anh em chúng tôi ngồi đang tính ra là một hộp như thế này đó quý vị. Bây giờ là có 3 đồng thôi. Có $3 cho một hộp mặt nạ như thế này. Và nếu quý vị nào mà có muốn nhà ý ủng hộ Hùng Lê Hùng và ủng hộ Thái Huy và ủng hộ cho công ty Bé Lan đó. Đây có số điện thoại đây. Cảm ơn Tammy rất là nhiều. Xin cả nhà, nếu mà cả nhà là muốn đặt mua mặt nạ với giá rẻ tồn kho như thế này thì xin quý vị hãy gọi số điện thoại ở phía trên của Thái Huy là 773-657-8888. Và rất đơn giản, xin quý vị hãy nhắn tin vào số phone đó, tên và địa chỉ để cần gửi và đặt mua bao nhiêu thùng thì chúng tôi sẽ gửi liền. Và dĩ nhiên là hồi nãy giờ trong bao nhiêu cửa số điện thoại gọi vào trực tiếp như thế này đó thì Hùng Lưu Hùng xin cảm ơn cả nhà ủng hộ Hùng Lùng và ủng hộ Thái Huy rất là nhiều. Những cú điện thoại đó chúng tôi sẽ lên cái lịch để mà gửi hàng, và chúng tôi sau cái livestream chúng tôi sẽ dọ lại những cái comment nào mà đặt hàng của quý vị trước. Bởi vì chúng tôi sợ là không còn hàng để mà cung cấp và bán cho quý vị. Giống như là Hùng và Thái Huy mới vừa nói, đây là cái hàng là hàng tồn kho. Có nghĩa là làm bán đợt này nữa rồi là không có làm mặt nạ nữa mà chuyển qua làm cái khác. Là chuyển qua làm gì? Làm bột hay làm gì? Em biết nhưng mà quản lý chứ. Bây giờ vẫn quản lý 300 một tuần trước, đúng không? Và vì cái điểm là còn dư mặt nạ khoảng chừng 200 thùng mà thôi, cho nên bán giá rẻ.
Chứ thật ra là công ty Bé Lan và người đại diện công ty Bé Lan là Thúy Hi không có cố tình phá giá hay là đại hạ giá hay là giật khách gì hết. Anh em chúng tôi là bán với giá ủng hộ để cho nó hết hàng mà thôi. Chứ xin nếu quý vị nào mà đang bán supply hoặc là những nhà sản xuất nào mà có vô tình coi cái livestream bán hàng của anh em chúng tôi thì xin rượng là rộng lượng tha thứ, chúng tôi không có phá giá nha cả nhà nha. Ờ, ủa có điện thoại riêng kìa. Vậy hả? Anh nói đi, em bắt. Ờ vậy hả? À, xin cả nhà hãy ráng ủng hộ anh em chúng tôi. Còn chỉ có bao nhiêu thùng đó là chúng tôi sẽ bán sạch nhé. Và thật sự là khi mà ngày hôm qua đó mà Hùng hai ngày trước có tham gia vào một cái lớp mà dạy nail ở bên Chicago này đó quý vị. Thì thật sự là khi mà mình quản lý cái gì hả? Có quản lý người không? Không, quản lý người là đàn bà thì mới được. Chứ đàn ông sao quản lý? Thường thường là người quản lý mà quản lý người, người quản lý đó tốt nhất là đàn bà, là bởi vì đó là những bà vợ hoặc là những bà mẹ đó thì người ta mới quản lý sao sao mới quản lý xuể, chứ con trai nó lệ mề, con trai ngày nào nó cũng nhậu làm sao quản lý được người, đúng không? Quản lý nail, ví dụ như là trong tiệm nail mà khách mà nó đi nó không trả tiền thì mình cào cấu nó, mình làm này làm nọ. Ví dụ như bây giờ tôi đi quản lý đây, quản lý ví dụ như đứa nào mà giật nợ tôi ra tôi cào cấu, tôi chửi bới, tôi năn nỉ nó giùm thì còn được. Chứ bây giờ kêu tôi quản lý người sao quản lý được? Ngày nào mình cũng lo, ngày nào mình cũng lo đi chơi không mà sao quản lý? Một thùng, dạ một thùng thì nó có là 50 hộp. Và một hộp á thì nó có 50 miếng. Ồ, xin cảm ơn Thắm rất là nhiều. Đây có số điện thoại mua nữa đây này. Xin cảm ơn Cẩm. Chọn có nhiều cái comment chạy lè quá, còn chưa có đọc kịp luôn. Và sau cái livestream này chúng tôi sẽ coi lại kỹ là anh chị nào có nhã lòng mà mua với cái giá như thế này thì xin cảm ơn rất là nhiều. Và đặc biệt nhất đó cả nhà, thật sự là đây là một cái livestream lần đầu tiên trong đời của Hùng và cảm thấy hiệu quả ngay là có người gọi mua hàng trong lúc livestream như thế này. Thì đây cũng là một cái thử thách và một cái vấn đề, một cái kết nối của tất cả những người trên Facebook của Hùng rất là đặc biệt. Lần nữa Hùng xin cảm ơn tất cả những cái nhà nào mà đã coi livestream của Hùng và ủng hộ Hùng như thế này luôn. Mấy cái kênh của anh Hùng luôn. Người đang thấy vui á, như thế này gọi vô giống như mấy cái call center. Nếu mà bây giờ đó mà tôi mà bán hết mặt nạ rồi, không còn mặt nạ để mà bán nữa mà chúng tôi vẫn muốn làm cái livestream cỡ gì thì có được không ta? Thì thôi bây giờ mình chuyển qua làm cái kênh gì mà Việt Nam nó hay xài là cái gì tư vấn cho người ta đó. Được á, vậy thôi trong tương lai để tôi thử làm những cái kênh trực tiếp tư vấn tiệm nail thôi, chứ không có tư vấn chuyện yêu đương với lại giật nợ giật nặng đây nha cả nhà nghe. Đó, anh thấy cái chuyện nào tư vấn được là cứ làm luôn. Không, tư vấn làm nail, tại vì tôi thích nail mà. Bây giờ thí dụ như bữa nào tôi làm một cái chương trình gọi là tư vấn nail đó thì xin cả nhà cũng gọi vô như vậy. Thì thí dụ như là mình cũng có thể làm những cái chương trình là ủa tại sao mà mình làm đẹp mà con khách nó kỳ thị nè, rồi tại sao mà mình ăn ở được quá mà sao con thợ kia nó cứ giành khách mình hoài nè, hay là thí dụ như là nhiều lúc ủa sao mà mình thấy cũng được lắm mà sao ông chủ mà nó ăn hiếp mình vậy nè, hay là nhiều lúc mấy ông chủ gọi vô cũng được, mình ăn ở cũng được lắm mà ăn chi điệu đặn mà miễn sao thợ nó ăn hiếp mình chẳng hạn. Vô cái thùng nãy giờ các đứa anh em tụi tôi hôm nay rất là vô tình tới rồi để mà nói chuyện hàng huyên chơi thôi, uống chai bia còn dở dang đây, rồi tự nhiên cái nghe Thái Huy nói là Thái Huy còn có khoảng chừng 200 thùng mặt nạ của công ty Bé Lan còn trong kho mà bây giờ là muốn giải quyết cho xong cái số mặt nạ này, cho nên là Thái Huy nói là định thôi, là định mang hơn 200 thùng mặt nạ này ra đứng đường bán. Mà tôi nói thôi, trời ơi, đứng đường bác lỡ ban người ta đi ngang qua, người ta hốt cái khác sao? Không có dám. Và đồng thời là tôi thấy cái hàng của cái mặt nạ đợt này của công ty Bé Lan bán rất là rẻ. Là do tôi tham, tôi cố tình tôi nói thôi đừng có đứng đường bán nữa, thôi đi bán trên livestream đi. Bởi vì cái giá này giá rất là rẻ, cho nên là các anh chị em nào mà mình mua được giá rẻ thì nó cũng vui. Xin cảm ơn Kim rất là nhiều, thấy được số điện thoại của Kim là đặt một thùng nữa nè. Cho nên là tôi mới nói thôi bây giờ ngưng uống bia đi, mình làm cái livestream để mình hy vọng là mình bán cái hàng này cho người Việt làm nail của mình, người ta được hưởng lợi một tí. Dạ bao nhiêu một thùng? Dạ một thùng là 190 đô, gồm có là 50 hộp, mỗi hộp có 50 cái mặt nạ và bán cộng luôn tiền cước phí và không tính tiền thuế. Nếu mà tính ra như vậy đó thì cái giá một thùng độ khoảng chừng 160 thôi,
và tính ra một hộp như thế này đó thì độ khoảng chừng là 3 đồng một hộp như thế này. Và chúng tôi bán cái giá này không phải là cạnh tranh với tất cả những cái supply, hoặc là chúng tôi bán phá giá, xin các chủ supply và các nhà sản xuất xin thông cảm, là bởi vì công ty Bé Lan và Thái Huy là người đại diện cho công ty Bé Lan muốn đi thanh lý còn hơn 200 thùng mặt nạ làm cho bệnh viện còn dư trong kho mà thôi, chứ không phải là bán phá giá nha cả nhà nhá. Và xin khoe lại cả nhà là cái mặt nạ này là của công ty Bé Lan phụ trách làm cho bệnh viện. Đây là khẩu trang y tế. Khi mà chúng ta có thể nhìn nhận được rằng và rất là dễ hiểu là ở dưới đích thùng của cái, những mặt nạ làm cho y tế đó thì họ có ngày hết hạn sử dụng. Thì khi mà những bác sĩ hoặc là y tá nằm trong phòng mổ hoặc là họ làm trong bệnh viện đó thì mình đoán là khi hết hạn rồi thì bệnh viện không được xài. Thì cái đó là cái sự khác biệt. Thì quý vị có thể thấy được, ô xin cảm ơn Ben rất là nhiều cho một thùng. Thank you rất là nhiều. Và dĩ nhiên là những cái mặt nạ như thế này là mặt nạ y tế thì cái chất lượng rõ ràng nó rất là khác so với lại mặt nạ neo. Thì giống như là hồi nãy Hùng thử đó, là tôi phải dùng răng tôi cắn dữ lắm nó mới rách dày. Và cái dây đó thì nó rất là chắc và nó thoải mái. Và cái mặt nạ này thì mình thấy là nó có cộng kẽm, nhưng mà cái cộng kẽm của nó đó là nó cũng rất là flexible, không có giống như là những cái cộng kẽm bình thường là mình bóp vào thì nó rất là siết ở cái cổ, cái chỗ của mình. Riêng mà mình không có sử dụng thì mình có thể đẩy ra nó bình thường trở lại, rồi khi nào mà mình cần sử dụng thì mình chỉ cần bóp vào thôi. Cứ nghĩ là nó không có méo tới mới lui, nó làm cho mình khó chịu. Xin cảm ơn Nga Nguyễn rất là nhiều cho một thùng. Xin nhờ Nga Nguyễn cho số điện thoại mình nhá, rồi ngày mai mình sẽ liên lạc và mình lấy địa chỉ của Nga, rồi sau đó mình gửi về nhà cho Nga. Khi nào nó hết hạn? Cái mặt nạ này hiện tại trong kho của lô hàng này đang ngày hết hạn là tháng 11 ngày 10 năm 2023. Có nghĩa là bây giờ là mình mới chỉ có 21 thôi. Và đầu năm mới sản xuất vừa tháng 11 năm vừa rồi. Sản xuất vào tháng 11 năm vừa rồi. 2 tháng trước. Xin cảm ơn em rất là nhiều. Em đổ cho đặt một thùng. Xin cảm ơn Lisa ở trên có một thùng. Và ở cái mặt nạ này đó, hiện tại bây giờ mình mới có tháng 3 thôi. Thì ngày hết hạn nó tới tháng 11 của năm 2023. Có nghĩa là còn 2 năm rưỡi nữa nó mới hết hạn. Cho nên là bây giờ cái vì vấn đề là bán còn dư của bệnh viện y tế. Dạ xin cảm ơn Nga Nguyễn ạ. Cho nên là bây giờ còn chỉ có khoảng bao nhiêu là thùng đó. Nếu mà bán hết rồi thì không bán nữa. Và có thể là công ty Bé Lan này cho... Lisa, 2 thùng. Xin cảm ơn Lisa rất là nhiều. Cảm ơn Mẫn Phạm. Trời ơi, cách trả tiền. Dạ, cách trả tiền cũng rất đơn giản. Thì các bạn có thể gửi Zelle qua số điện thoại của Thái Huy vừa rồi. Còn nếu mà không có Zelle thì Thái Huy cũng có nhận là Venmo. Nếu không là PayPal. Chụp hình check cũng được. Cho nên cũng không sao. Còn nếu không nữa thì quý vị cứ cho số điện thoại tôi mua cái giấy máy bay, tôi bay qua nhà của quý vị tôi thâu tiền. Thì cũng được. Đúng không? Thì mang cái thùng nó đi luôn anh. Thâu tiền thôi. Không, mình chơi vậy cho nó mới sang. Là 190 đồng một thùng Kelly, 190 đồng bao luôn tiền cước phí. Và bao tiền cước phí là chỉ có bán ở trong Hoa Kỳ thôi nhá, không có gửi ra đảo. Nhờ mọi người cứ nhắn message vô trong cái số điện thoại đó. Rồi ngày mai Huy sẽ liên lạc. Xin cảm ơn Lily rất là nhiều là đã đặt nữa rồi kìa. Trời ơi, pick up được không? Được, pick up nhà Thái Huy hay là nhà của Hùng? Muốn pick up ở đâu? Mà nếu mà muốn pick up nói trước đi, để chúng tôi mua Corona, để mà bia Corona để đãi, chứ không phải là Corona, bia Corona. Uống Corona thì đúng luôn á. Đang uống Corona thì đúng luôn á. Nếu xài chưa kịp hết hạn, lỡ không có xài được nữa thì trả ngược lại. Đúng rồi đó. Ohio đã gửi tin nhắn. Rồi xin cảm ơn Ohio rất là nhiều. Thank you. Một thùng là bao nhiêu hộp? Dạ một thùng là 50 hộp. Và tính ra là một hộp chỉ có 3 đô thôi. Tony Cao ở Chicago thì tốt. Đúng rồi, chúng tôi đang ở Chicago nè. Ở Chicago, trời ơi, những cái mặt là biết trong Chicago rồi. Thì đang ở Chicago nè, nếu mà các anh chị nào mà muốn chạy qua Chicago thì hẹn tôi ở đầu đường nào đi, trong quán ăn nào đi. Rồi tôi bán mặt nạ, tôi tặng luôn tô phở có dịp để cho tôi đãi uống cà phê, đó cũng vui. Đúng không? Còn nếu mà anh chị nào mà muốn Hùng bay qua nhà của anh chị để mà thâu tiền thì tôi mua giấy máy bay tôi bay qua luôn, đó cũng được. Bữa mua 200 nay sale còn có 160. Trời, biết chưa? Thì đó
là hồi bữa là anh Hùng là 180 nhưng mà phải trả tiền shipping. Trả tiền shipping. Yeah. À đúng rồi. Thì tại vì cái bữa đó đáng lý ra đó là mình làm một cái livestream mà không có bán kiểu như vậy. Nó không có cái kiểu như là không có xả vàng như vậy. Tại vì mình sợ người ta quở. Rồi cái mình làm cái livestream đó thì mình chỉ giới thiệu những cái hàng này rẻ và tốt để cho những anh chị em làm nail người mà mình mua mình xài cho nó đã thôi, tại giá rẻ mà đã gì đồ tốt nữa. Thì mình chỉ có muốn giới thiệu cho Thái Huy thôi. Nhưng mà không ngờ là dạ, nhưng mà không ngờ rằng là khi mà bán một loạt hàng như vậy rồi bây giờ còn dư lại có 200 thùng thôi. Mà giờ 200 thùng đó xin cảm ơn Ngân Nguyễn rất là nhiều. Và khi mà còn lại trong kho của công ty Bé Lan á thì còn 200 thùng. Rồi ông chủ nói thôi giờ kiếm cách đại hạ giá như thế nào để bán cho nó vui luôn đi. Bữa mua 5 thùng đó anh Hồn. Ngọc Thảo nói kìa. Bữa mua 5 thùng. Ngọc ơi Ngọc, Ngọc nhà ở đâu vậy? Thôi đưa anh Hùng bay qua đãi Ngọc uống cà phê. Được không? Nếu không thì chạy xuống nhà tôi đãi hát karaoke. Được không? Xin cảm ơn Lisa rất là nhiều nha. Trời, phải công nhận đây là một cái điều rất là vui. Thôi bây giờ như vậy nha. Một lần nữa là Hùng Lê Hùng và Thái Huy. Cái livestream này xin cảm ơn cực kỳ rất là nhiều. Và đặc biệt nhất xin cảm ơn cả nhà ủng hộ đã mua hàng của anh em chúng tôi bằng cái cách này. Và đây là cái lần đầu tiên mà chúng tôi nhận được cái cú điện thoại và trả lời ngay trên sóng trực tuyến như thế này thì cũng rất là vui. Đây cũng là một cái lý do và một cái mốc để cho tôi cảm thấy là chắc là trong tương lai tôi sẽ làm những cái livestream như thế này. Mà tôi sẽ biến qua cái livestream không có bán hàng mà livestream tư vấn tiệm nail, cố vấn tiệm nail, hoặc là mình sàm tiệm nail, hoặc là mình kể chuyện về tiệm nail, hoặc là mình cào cấu về tiệm nail với nhau cho nó cùng bộ có lý đó cả nhà ha. Nếu mà tôi làm cái chương trình như vậy thì cả nhà có ủng hộ tôi hay không nhá? Nếu ủng hộ không, nếu mà có ủng hộ đó thì cho tôi xin vài trái tim đi. Rồi vài bữa tôi đi mặc, tôi may vài bộ đồ vest, tất cả là phát đồ ngồi để mình coi tư vấn cho nó vui. Mà người ta đó là tôi thấy trong mấy cái đài truyền hình Mỹ đó, là người ta tư vấn cái kiểu đầu tư, tư vấn chuyện tình yêu hay là tư vấn về vấn đề gì đó thì mình người ta làm nhiều rồi. Bây giờ mình chuyển qua là tư vấn nail đây. Miễn là mình tư vấn nail thì mình tư vấn thôi mà. Mình đâu phải là suối đâu cả nhà. Tôi tư vấn tôi đâu phải là suối đâu, đúng không cả nhà? Cho nên nếu mà bây giờ tôi sẽ mở ra một cái kênh live trực tiếp như thế này và sẽ dùng cái kênh gọi là tư vấn chuyện làm nail, xin cả nhà ủng hộ tôi liền nhá. Và dĩ nhiên là cái cách đơn giản thôi, ủng hộ rất là nhiều, là rất là đơn giản. Nếu mà trong tương lai cả nhà coi và share những cái livestream của Hùng Lê Hùng giùm cho Hùng Lê Hùng, đó là một cái cách giúp đỡ tối đa tốt nhất. Và cái cách đó là một cái cách mà nó hiệu quả nhất để mà mình có thể có những cái động lực mà mình làm những cái việc như vậy. Là bởi vì mình thấy là đơn giản thôi. Nếu mà cái số lượng người coi, họ coi nhiều và ủng hộ nhiều thì lúc đó mình có tinh thần để mà mình làm những cái việc như thế. Là không chừng nếu mà vậy thôi, bây giờ nếu mà đi đi mổ xẻ những câu chuyện làm nail thì mình rủ mấy cái người mà có liên quan tới nghề nail tới luôn đi, đúng không? Ví dụ như hồi nãy là Hùng Lê Hùng nói chuyện với Thái Huy mới biết ra là Thái Huy đi làm nail 6 tháng, học 6 tháng làm nail mà không biết làm gì hết trơn. Rồi sau đó thì năn nỉ chủ là trả tiền lương là làm 7 ngày 300 một tuần thôi mà chủ không chịu. Mà chủ nói là xuống giá, Thái Huy không chịu xuống giá. Ví dụ như người ta xuống còn 250, nếu không người ta xuống là còn 200 đi. Mà Thái Huy không chịu. Chỉ cái người chủ có trả giá. Có trả xuống nhiều, trả xuống nhiều. Em nhớ là 250 hay là 200 đi. Thì bớt ta có 50 à, mà cũng thèm bớt. Ví dụ như bây giờ Thái Huy mà bớt 50 đi, giờ có cái nghề nail rồi. Trời đó, đằng nào cũng học nghề. May mà học nghề mà còn xuống sao học lũ gì đó cả nhà. Học nghề mà còn đòi 300 một tuần. Trời đất ơi, ghê chưa. Anh Hùng hát một bài tặng mọi người nghe. Ồ vậy hả? Hát có chịu nghe không đó quỷ. Đừng có xuống tôi làm mấy cái chuyện động trời rồi không chịu nghe nghe. Trời có chịu nghe bây giờ cả nhà có chịu nghe tôi hát không? Thì giờ cho trái tim đi, tôi hát liền tại chỗ, người tôi dễ bị dụ dữ lắm. Tiền đúng là dễ dụ. Hát bài rồi chịu luôn. Hát một bài tặng cho khách hàng kìa. Đúng rồi đó. Rồi hát bài, giờ thôi hát xong ca đi. Hát bằng miệng kiểu gì được không cả nhà? Chứ nếu mà phải chi mà tôi ước mơ mà cả nhà nói trước là tôi đi mướn luôn có đoàn vũ công đồ người ta tới hát xôn xao cho nó vui. Mướn phải không? Mướn có nhạc công rồi vũ công rồi cho nó vui. Mà tại vì đằng nào cũng bán mặt nạ được đó. Bất quá lấy nói ông chủ Bé Lan lấy tiền đó, đài thọ làm cái chương trình. Anh hát kìa.
hát đi, hát đi, hát bài gì, bây giờ hát bài gì, cho luôn cái định tử đời luôn đi, chúng tôi chơi luôn, chịu chơi luôn, bây giờ hát nhạc vui hay nhạc buồn, thôi đang vui hát nhạc vui đi cho nó vui, đúng rồi, bây giờ tìm thử cái karaoke có bài nhạc vui không? Em muốn hát bài gì vui? Bài gì vui ta, bài gì mà Thái Huy bắt chung hát chung luôn cho nó vui? Anh suy nghĩ cho mình đó. À, bài gì cả nhà? À, hát bài hôm trước hả? Trời ơi, hôm trước hôm trước tại người ta xỉn hát quá trời hát luôn, giờ còn nhớ bài gì nữa đâu. Hát bữa đó tôi gần xỉu luôn đó cả nhà, tại vì có người mê hát và rất là thích hát. Bữa tôi hát quá trời hát luôn. Đó, ai cũng kêu hát rồi, bây giờ cho một cái YouTube đi, mở cái YouTube hát hát chơi luôn đi. Chịu luôn á. Trời ơi, vui dễ sợ luôn đó. Bây giờ cho quá trời tim là không hát cũng không được. Với lại con người đó đang tinh thần xót xa của Lam Phương. Rồi chơi luôn. Muốn chơi bài xót xa của Lam Phương. Rồi để mình vô mình tìm internet đây. YouTube, hát ở YouTube nhé. Đây. Đi tìm xót xa. Đây xót. Xót xa karaoke. Chịu luôn. Đây. Rồi chơi. Không biết gì nó nghe được rõ không ta? Nêu 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 làm sao đâu có nghèo. Đúng rồi, làm nêu mà sao nghèo được. Ồ, có cái bài nêu đó cũng vui lắm á hả. Mà nhà, cả nhà có nghe được không? Chết, xót xa này xót xa kiểu khác. Xót xa này xót xa không phải của Lam Phương. Để tìm lại nhá. Phải là xót xa của Lam Phương. À, đi tìm lại xót xa. Chờ xíu nha cả nhà nghe. Xót xa karaoke Lam Phương. Đây. Đây Lam Phương. Chịu luôn. Hát bài nêu. Biển nhớ hả? Nêu với biển nhớ. Vậy là ba bài luôn hả? Vậy thôi hát nửa bài đi. Hát nửa bài. Ồ, nào giờ thôi thì có hát bài nêu chưa? Mà cái bài nêu nó có karaoke không ta? Đó em biết nữa, hồi giờ em cũng chưa nghe nữa. Có không? Thấy live band luôn mà. Ờ, có không? Cả nhà cái bài nêu tìm thử coi, tới khi tìm lấy phone tìm thử coi. Có bài nêu mà karaoke không? Ừ. Nghe được rồi, cảm ơn Dung Ngọc rất là nhiều và nghe được rất là rõ. Rồi đây, xót xa Lam Phương. Đây là đang hát này, đang hát ở YouTube nè. Thì cái hòa âm như thế nào thì mình cứ chơi vậy thôi. Đã nói là giọng của những anh chị làm neo mà đặc biệt nhất là làm neo cỡ như Hùng thì đâu có kén hòa âm đúng không cả nhà? Dạ khỏe Thu Hà ơi. Khỏe quá trời luôn đây nè. Tại đeo ra đèn ế để nó khỏe. Rồi đây. Anh Hùng hát này để em reply mấy cái này. Hỡi người yêu nhỏ từ miền đông đó, khi nghe xuân san có nhớ không em? Trên đường thênh thang lần đầu bên nhau, anh lo mênh man lo phút ly tan. Giữa ngày vui mới cuộc tình phơi phới, anh nghe như đã chôn chặt bước chân người xa. Hố sâu thời gian đắng cay sẽ đưa tình ta về trong phù phàng. Anh yêu ngày qua, anh nhớ tình ta trong bơ vơ. Anh mơ thêm một lần dang dở. Em biết không em, tình duyên nặng tan đã đem hồn anh vùi trong nắng tàn. Những gì chưa nói, dù lời chăn trối, anh xin mang theo muôn kiếp trong tim. Em là vì sao? Vì sao trên cao muôn hoa đua nhau mong chúc tơ duyên. Biết tình không lối, thà tìm thương đau xa nhau để tránh âm thầm ngỡ ngàn về sau. Giấc mơ đẹp quá, tình trong xót xa anh mong nghìn sao.
tình không xóa nhòa. Không, cái giọng cười là tôi tự thêm cho ông làm phương ông mới viết cái giọng cười. Mà tại tôi bắt cười, tôi muốn cười. Mà tụi tôi nó đang hát mà tôi nó bắt cười của người đó hay cười. Anh trai là người Phan Thiết. Dạ đúng rồi, Phan Thiết nè, nhìn cái mặt là biết Phan Thiết rồi. À, nó không có giống như là dân Sài Gòn. Ý, đó. Mẹ em là, bên ngoại em là gốc Phan Rang á. Ồ vậy hả? Là Phan Rang là cũng gần Phan Thiết dữ lắm đó, cũng ăn mắm đồ luôn hả? Chắc đâu đó. Ồ, xin cảm ơn Tâm rất là nhiều. Và một lần nữa Hùng Lê Hùng xin cảm ơn cả nhà ủng hộ cái livestream bán hàng trực tiếp của anh em chúng tôi. Và xin nhắc lại là chúng tôi chỉ có còn khoảng 200 thùng mặt nạ mà thôi. Và những anh chị nào mà gọi và nhắn tin địa chỉ rồi thì chúng tôi sẽ gọi gửi ra. Và những anh chị nào mà đang nhắn tin vào trong cái comment livestream anh em chúng tôi sẽ kiểm tra từng người một để gọi ngược lại liên lạc các anh chị để lấy tiền cái thông tin là tên và địa chỉ của anh chị ở đâu chúng tôi gửi tới. Và với cái giá của mỗi thùng là 190 đô la, gồm có 50 hộp mặt nạ. Và mỗi hộp mặt nạ có 50 mặt nạ. Và mặt nạ này là mặt nạ y tế có ngày hết hạn sử dụng đến năm 2023, vào cuối năm 2023. Và đặc biệt nhất là chúng tôi free luôn shipping gửi cho những tiểu bang trong land, có nghĩa là trong thuộc địa của Hoa Kỳ, không thể gửi ra ngoài đảo được, bởi vì cái giá ngoài đảo nó rất là cao, xin quý vị hãy thông cảm. Chúng tôi không thể gửi Puerto Rico, không gửi Alaska và không thể nào gửi ở Hawaii được. Thì cái tiền cước phí mà gửi cho các quý vị đó là nó bao luôn và không lấy thuế. Thì nếu mà tính ra như vậy thì mỗi thùng mặt nạ chỉ còn khoảng cần chừng 160 đô mà thôi. Dạ xin cảm ơn Tony Cao rất là nhiều. Và mỗi hộp mặt nạ tính ra nó chỉ có 3 đô la mà thôi. Và lần này chúng tôi bán giá như thế này là bởi vì chúng tôi chỉ còn 200 thùng tồn kho của mặt nạ y tế, nên anh em chúng tôi mới bán giá để hữu nghị như thế. Chúng tôi hoàn toàn không cố tình cạnh tranh với các nhà supply hoặc là nhà sản xuất. Nếu có anh chị nào mà nằm trong khu sản xuất và nhà supply xin rộng lượng tha thứ, chúng tôi không có phá giá của anh chị nhé. Và đặc biệt nhất là cảm ơn quý vị rất là nhiều ủng hộ Hùng Lê Hùng. Và đây là cái ngày, là một cái dấu mốc để cho Hùng Lê Hùng có một cái động lực. Trong tương lai chắc chắn tôi sẽ làm ra một cái kênh hoặc là một cái chương trình tư vấn về tiệm nail, nói chuyện trực tiếp trên livestream luôn. Và hy vọng nếu mà cả nhà thấy những cái thông báo đó của Hùng Lê Hùng, xin cả nhà hãy ủng hộ bằng cách là share cái livestream. Bởi vì Hùng Lê Hùng rất là cần người coi. Nếu mà show của chúng tôi và chương trình của Hùng mà có được nhiều người coi đó thì mình mới có được cái động lực để mà mình làm. Chứ nếu mà kém may mắn trời mưa trời tuyết mà tôi chỉ có ít người coi đó thì mình cái kênh nó không có hay, là bởi vì mình không có bị tụt mút đó quý vị. Thì cho nên là dạ xin cảm ơn Đại Em rất là nhiều đã cho số điện thoại mua sản phẩm. Và hy vọng là trong tương lai để chúng ta có một cái show nó vui về vấn đề tư vấn riêng cho tiệm nail. Thì trong cái show đó là quý vị có số điện thoại và gọi trực tiếp, mình có thể là kể chuyện nhau nghe, tâm tình, thắc mắc, những câu hỏi. Chỉ có thì mình hỏi những cái việc chung chung thôi, chứ mình đâu có hỏi gì cái chuyện tiệm kế bên nó làm giá nhiêu, hay là mình đâu có thể nào mà hỏi được là tiệm kế bên nó làm tiền được bao nhiêu, đúng không quý vị? Cho nên là mình sẽ làm những cái kênh như vậy thì mình nghĩ là mình sẽ được vui. Cái lý do mà Hùng rất là mong mỏi được ủng hộ và xin cả nhà ủng hộ để làm được cái chương trình đó là bởi vì Hùng cảm thấy rất là hạnh phúc và vui để mình có thể kết nối những cái anh chị làm nail và chúng ta có thể than thở với nhau trong cái chương trình đó, nói về vấn đề làm nail thôi, đúng không cả nhà? Dạ, khẩu trang là một thùng 190 đô la, gồm có 50 hộp và mỗi hộp 50 miếng. Và 190 đô la đó là tính luôn tiền cước phí gửi trong nội địa Hoa Kỳ. Dạ. Ô, xin cảm ơn Hồng Nguyễn rất là nhiều nhé. Và một lần nữa cho Hùng Lê Hùng xin cảm ơn nhé. Cảm ơn cả nhà. Mọi người nha. Bye cả nhà. Love you. Mà. Sao không Hùng ta? Em không quen. Làm sao? Làm sao cả nhà? Sao không có quen là sao? Em không có quen Hùng á, giống như em không có vui chứ. Em không có quen giống như... Không có phải, không có kiểu gì mới là an toàn này. Tại nếu mà mình hung mà gần nhau thì bị corona rồi. Cái mùa này mùa corona, ai dám ôm nhau hung thì mình hung xa xa vậy để cho nó không có bị corona. Trời ơi, cái lý do hung xa là để né. Cảm ơn mọi người. Bye cả nhà nha. I'm gonna see you back next week really soon. Ok, bye. Cảm ơn Tuấn Quỳnh cho ăn thùng kìa. Bán chứ không có cho nha.